Xin chào cô chú anh chị, thì hiện tại em đang có mặt tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha. Thì em cần quay bán cho chủ một thửa đất có diện tích là được 20 công, tức là 2 mẫu nha cô chú anh chị. Thì mặt tiền của thửa đất mình là tiếp giáp với đường lộ đất nha. Thì qua tới bên cái người đứng bên kia là mặt tiền được 55 mét và cái hậu sâu vào bên trong là được 120 mét và nó sẽ nở hậu ra là được 200 mét nha cô chú anh chị. Thì đất mình ở đây là hình thức là kiểu chữ L nha. Thì đất mình ở đây là nằm trong cái diện mà đê bao. Khu vực này ở đây thì trồng lúa hay là trồng cây ăn trái gì đó rất là trúng luôn cô chú anh chị, rất là tốt nha. Thì như những cái thửa đất này ở đây cô chú anh chị mình muốn lên vườn thì cũng rất là thích hợp luôn. Khu này ở đây đặc biệt là trồng vườn rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Thì từ đây đi xuống tới cái bàn ngang đó và đi ngang qua là được 200 mét nha. Còn cái chỗ cạnh đó đá qua chữ L đó cô chú anh chị. Thì đó, đó là đi xuống ngay chỗ góc này. Ngay góc đó mà đi ngang qua. Đi ngang qua thì nó nở hậu. Nở hậu ra thì được 200 mét nha. Đất mình ở đây rất là bằng phẳng luôn, rất là đẹp nha. Thì cặp ranh với thửa đất mình kế bên còn thêm một cái đường mương máng nữa cô chú anh chị. Thì mặt tiền thửa đất mình ở đây là tiếp giáp với đường lộ đất nha. Thì lộ đất này hiện tại là xe tải 5 tấn, xe ô tô, cô chú anh chị mình về đây mình xem đất á, là mình đậu ngay đất luôn. Thì đất mình ở đây thì nó có điện có nước đầy đủ luôn đó cô chú anh chị. Em sẽ tiến ra cái phần mặt tiền cho cô chú anh chị mình xem. Còn đây là cái gạch móc của thửa đất mình, trụ đá thì hẳn hồi luôn. Thì đây là con đường trước đất mình là cô chú anh chị. Đường ở đây là đường đất nha, rộng khoảng 6 mét thì ô tô xe tải là mình đậu ngay đất luôn. Đường ở đây cũng rất là thông thoáng nha, cách điện cách nước thì chỉ có vài chục mét thôi. Mình xài mình làm vườn thì mình cứ kéo điện vô để mình xài. Thì từ đây mình về đến thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có là khoảng 60 km thôi cô chú anh chị. Thì đất mình nó cách ngoài con đường đá xanh lớn ngoài kia, đường đang lên nhựa ngoài kia thì chỉ có là 10 mét thôi. Thì từ cái đường đá xanh đó thì có ngã ba, mình rẽ trái vô đất nha. Thửa đất mình ở đây rất là vuông vức luôn, rất là đẹp. Cách trung tâm thị xã Kiến Tường khoảng 10 km thôi cô chú anh chị. Thì giá chủ bên em đang cần bán là chỉ có là 115 triệu một công, tức là 1 tỷ 150 một mẫu nha. Thì sổ sách thì chủ em đang vay ngân hàng, số lượng thì cũng có là 500 triệu thôi. Thì cô chú anh chị mình mà có nhu cầu thì mình cứ về đây mình xem mình tham khảo nha. Mua bán thì em sẽ cho cô chú anh chị mình gặp ngay chính chủ, mình thương lượng giá cả với họ nha. Còn ở đây thì em đang tiến qua cái ranh còn lại của thửa đất mình. Ở đây thì có trụ đá hẳn hòi hết luôn. Từ đây đi thẳng vô. Đi tới cái bờ ngang đó đá qua chữ L đó cô chú anh chị. Thửa đất mình là rất là bằng phẳng nha. Cái diện này ở đây là mình trồng cây ăn trái thì cực kỳ tốt luôn cô chú anh chị. Ở đây thì mình làm lúa đó thì mình bán thì xe mình bán muốn bán cho xe tải vô đây lấy lúa cũng vẫn được nha cô chú anh chị. Còn nếu mình bán cho ghe lúa thì mình cọ lúa ra ngoài kia thì chỉ có khoảng 100 mét thôi. Đường ở đây rất là lớn, rất là đẹp luôn. Thửa đất mình giá có 115 một công thôi, không hề cao. Thửa đất này thì cô chú anh chị mình từ Cai Lậy Tiền Giang thì mình lên tới đây khoảng 60-70 cây thôi. Mình trồng vườn thì khu này rất là ok nha, nước sạch, điện nước đầy đủ luôn. Thì giá là 115 một công. Cô chú anh chị mình có nhu cầu quan tâm thì vui lòng liên hệ với em nha.